Hãy nhìn vào những người đàn ông này. Đây đều là những tỷ phú sở hữu khối tài sản khổng lồ lên tới hàng trăm tỷ đô. Và một điểm chung của những vị tỷ phú này là họ không bao giờ để tiền nhàn rỗi. Vậy đối với chúng ta, nếu đang có tiền nhàn rỗi thì làm thế nào để tận dụng được tốt nhất nguồn tiền này, khiến tiền đẻ ra tiền? Hãy cùng theo dõi tiếp video sau đây để biết được câu trả lời nhé! Nếu bạn đang tìm một kênh đầu tư để gia tăng tài sản từ nguồn tiền nhàn rỗi thì crypto có thể là một lựa chọn sáng giá. Crypto là thị trường có tiềm năng tăng trưởng cao, giá trị của tiền điện tử có thể tăng lên rất nhanh chóng, mang lại lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư. Ví dụ, giá Bitcoin đã tăng từ khoảng 10.000 đô la vào năm 2020 lên tới hơn 60.000 đô la vào năm 2021. Đặc biệt, hiện tại là một thời điểm vàng để các nhà đầu tư mới gia nhập thị trường này, khi từ cuối năm 2023 tới nay thì thị trường liên tục nhận được những tín hiệu tích cực báo hiệu một đợt uptrend mới sẽ diễn ra vào năm 2024-2025. Bởi vậy, đầu tư crypto là một cách tuyệt vời để khiến tiền nhàn rỗi trở thành tiền đẻ ra tiền ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên thì thị trường crypto cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro do thị trường có tính biến động mạnh. Vì vậy mà các bạn vẫn cần phải tìm hiểu thật là kỹ lưỡng trước khi tham gia vào thị trường này nhé. Nếu bạn đang có tiền nhàn rỗi và muốn đầu tư crypto thì hãy cân nhắc các cách sau. Thứ nhất là mua và nắm giữ các loại tiền điện tử tiềm năng. Đây là cách đầu tư crypto rất phù hợp với người mới bởi nó là cách đơn giản nhất để thực hiện. Bạn sẽ chỉ cần mua vào các loại tiền điện tử mà bạn tin rằng nó sẽ có tiềm năng tăng giá. Để làm ví dụ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mua coin ở trên sàn KuCoin. Đây là một trong những sàn giao dịch có đa dạng đồng coin nhất hiện nay với hơn 700 đồng coin khác nhau, bao gồm hầu hết các đồng tiền điện tử phổ biến cùng với nhiều loại altcoin mới. Trước hết thì các bạn cần phải có một tài khoản trên sàn KuCoin. Đầu tiên, để có thể đăng ký tài khoản trên sàn KuCoin thì mọi người hãy truy cập vào đường link mà mình để ở bên dưới phần mô tả của video nhé. Rồi, như mọi người đã thấy thì đây chính là giao diện của sàn KuCoin. Với phần tạo tài khoản này thì mọi người có thể đăng ký bằng email hoặc là số điện thoại đều được nhé. Ở đây thì mình sẽ nhập email của mình vào. Rồi, với mã giới thiệu này thì mọi người chú ý là nhập chính xác cái mã này vào giúp mình. Bởi vì là nếu các bạn nhập chính xác cái mã này vào ấy thì bọn mình mới có thể hỗ trợ mọi người giảm phí giao dịch khi giao dịch ở trên sàn KuCoin được. Ngoài ra thì đối với những ai mà muốn làm affiliate ở trên sàn KuCoin thì khi mọi người nhập chính xác cái mã này thì bọn mình cũng có thể giúp các bạn nâng cao phần trăm hồng lên được. Sau khi mà điền đầy đủ các thông tin rồi thì mọi người nhớ tích vào nút này nhá. Rồi sau đó nhấn nút tạo tài khoản và nhận thưởng này. Rồi tại đây thì mọi người sẽ làm mã captcha. Rồi như vậy là bây giờ chúng ta sẽ cần nhập mã xác minh được gửi đến mail. Rồi. Sau khi mọi người nhập chính xác mã vào rồi thì sẽ đến bước tạo mật khẩu này. Với sàn KuCoin thì họ yêu cầu là mật khẩu sẽ dài từ 10 cho tới 32 ký tự, có ít nhất một chữ hoa, một chữ thường và một số. Ngoài ra thì sẽ không được chứa khoảng trắng. Đây, mọi người sẽ tạo mật khẩu, một mật khẩu đủ mạnh. Như vậy là bạn đã tạo thành công được tài khoản rồi. Bây giờ là sẽ đến bước xác minh tài khoản. Rồi. Các bạn nhấn vào nút xác minh này. Tại đây thì các bạn sẽ thấy là mình sẽ có thể dùng lựa chọn là xác minh bằng ứng dụng của KuCoin. Đây, ở đây sẽ có hai mã QR này. Một là QR để tải xuống ứng dụng KuCoin và hai là mình sẽ quét mã QR này là để vào trang web KuCoin ở trên điện thoại. Mình thì mình đang làm ở trên máy tính nên mình sẽ lựa chọn là tiếp tục trong trình duyệt. Đây, phần quốc gia khu vực này mình đang để ở Việt Nam này. Chọn loại ID. Tại đây thì mình thường thì mình sẽ chọn căn cước công dân được đề xuất để cho dễ làm nhé. Rồi sau đó các bạn nhấn vào tiếp tục. Mình điền chính xác thông tin cá nhân này, như là họ tên này, mã số giấy tờ tùy thân là số căn cước công dân của bạn này. Rồi, các bạn nhấn tiếp tục nhé.
Rồi tại đây thì các bạn hãy nhấn vào nút bắt đầu xác minh để tiếp tục này. Đây thì các bạn có thể lựa chọn 3 cách là tiếp tục trên điện thoại di động, hoặc là chụp ảnh bằng webcam, hoặc là tải lên, bạn sẽ tải ảnh chứng minh thư nhân dân của bạn lên. Mình sẽ chọn cách đây, tiếp tục trên điện thoại. Phần này thì mọi người sẽ quét mã QR ở đây nhé, để có thể xác minh chụp ảnh căn cước công dân bằng điện thoại. Rồi, như mọi người đã có thể thấy ở đây thì mình đã gửi thông tin thành công rồi. Các bạn nhấn vào nút OK này. Sau đó thì tài khoản của mình sẽ chuyển sang trạng thái là đang xác minh. Mọi người chờ một lúc để sàn xác minh danh tính nhé. Sau một khoảng thời gian thì tài khoản của mình đã được chuyển sang tình trạng là đã xác minh. Đây, có một điều nữa mà mình muốn chỉ cho các bạn đây, như mọi người thể thấy. Mọi người nhấn vào nút này nhé. Ở đây chính là phần quà tặng. Mọi người nhấn chọn vào đây này. Rồi, như các bạn đã thấy thì tại đây chính là phần thưởng mà mình có thể nhận khi mà đăng ký tài khoản này. Các bạn nhấn vào nút chọn thẻ để nhận được phần thưởng ngẫu nhiên, số tiền ngẫu nhiên ở đây nhé. Đó, mình sẽ chọn ngẫu nhiên một thẻ này. Đây, đây là mình đã nhận được một phần tiền nhỏ là 4 USDT, một là phần thưởng ngẫu nhiên. Rồi tiếp theo, đặc biệt là khi mà các bạn đã hoàn thành việc xác minh danh tính thì các bạn sẽ lại được một lần nữa chọn thẻ để nhận được phần thưởng ngẫu nhiên với số tiền có thể lên tới là đây 100 USDT. Các bạn lại nhấn vào nút chọn thẻ này, sau đó mình lại chọn ngẫu nhiên một thẻ nhé. Đó, đây đây là số tiền ngẫu nhiên mà mình đã nhận được. Đấy là xong rồi. Tại đây thì bây giờ thì các bạn đã có thể sử dụng đầy đủ hoàn toàn tất cả những cái dịch vụ cũng như là tính năng ở trên sàn KuCoin. Sau khi có tài khoản để mua coin ở trên sàn KuCoin thì các bạn hãy làm như sau nhé. Sau khi các bạn đã đăng ký tài khoản thành công thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách nạp tiền vào sàn KuCoin nhé. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nạp qua giao dịch P2P, bởi vì mình thấy đây là một cách rất là đơn giản và phù hợp với người mới. Cho những ai chưa biết thì với giao dịch P2P thì sàn sẽ là trung gian để cho chúng ta giao dịch với những người khác. Đó, đây. Bây giờ thì để vào giao dịch P2P thì mọi người sẽ nhấn chọn mua tiền điện tử này. Sau đó chọn P2P. Ở đây thì mọi người sẽ thấy là sẽ có hai phần mua hoặc là bán. Thì ở đây là mình sẽ ở phần mua rồi. Và đây là các loại tiền này. Và đây là loại đơn vị tiền mà mình muốn giao dịch. Mình đang để là Việt Nam đồng. Còn có phương thức thanh toán nữa. Đây, phía dưới này sẽ là danh sách những người mà họ đang bán cái đồng coin mà mình muốn mua hoặc là đồng tiền mình muốn mua. Đấy, ở đây sẽ có tên cùng với những cái thông tin của họ, ví dụ như là số giao dịch này hoặc là tỷ lệ thành công này. Là phía bên này sẽ là phần giá bán. Với người này thì họ đang bán là 24.875. Đó, còn người dưới thì là 24.876 Việt Nam đồng. Các bạn sẽ thấy là hai cái con số này nó sẽ không lệch nhau quá là nhiều. Nhưng mà đối với khi mà chúng ta muốn mua một cái đơn hàng lớn, một số tiền lớn ấy, thì cái con số này sẽ chênh lệch khá là nhiều đấy. Còn phía bên này sẽ là phần khả dụng giới hạn này. Các bạn sẽ thấy như người này, họ đang bán ít nhất là 2.3 triệu và tối đa mà họ bán được là 150 triệu. Đó, cái này sẽ là tùy từng người bán một nhé. Các bạn sẽ chọn những ai mà các bạn thấy phù hợp. Như cái người này họ đang bán tối thiểu là 10.000 thôi này. Đó, phần bên này sẽ là phần phương thức thanh toán. Cái này thì là sẽ là phương thức thanh toán mà cái người bán họ sẽ chấp nhận để bạn thanh toán. Ví dụ như người này là họ sẽ có bank transfer này, hoặc là có người này sẽ là có Zalo Pay hay là Momo. Cái này thì các bạn sẽ tùy chúng ta thấy là cái phương thức nào nó phù hợp với mình thì các bạn sẽ chọn nhé. Rồi giờ bây giờ mình sẽ chọn một người để làm ví dụ nhé. Bây giờ mình chọn người này này. Và ở đây thì các bạn sẽ nhập số tiền mà mình muốn mua vào đây thì mình sẽ nhập luôn số tiền tối thiểu. Đó, nhấn đặt lệnh này. Tại đây thì các bạn sẽ thấy một cái chai như kiểu là đơn hàng. Mình đang để phương thức thanh toán là chuyển khoản. Các bạn chú ý là cái dòng ID lệnh này là mình cần copy chính xác luôn nhé. Đó, là khi mà các bạn chuyển khoản cho người ta thì các bạn phải điền phần nội dung là bằng cái ID lệnh này.
các bạn cần điền chính xác cái ID này, chứ các bạn đừng nên ghi là giao dịch hay là mua bán liên quan đến crypto hay là coin nhé. Đó, bây giờ thì các bạn đây, các bạn để thấy là đây là tên chủ tài khoản này, số tài khoản, rồi là ngân hàng đó. Bây giờ thì mình sẽ chuyển khoản cho người ta nhé. Và mình vừa mới chuyển khoản cho người bán rồi thì các bạn sẽ nhấn nút sẽ thanh toán nhé. Đây, tại đây thì sẽ là phần mình sẽ cần phải chờ để người bán họ xác nhận đơn hàng. Đây, mình sẽ chờ trong khoảng thời gian này nhé, thì người bán họ sẽ thanh toán và chuyển tiền cho mình vào sàn KuCoin. Thấy thì giao dịch đã thành công này, và mình đã nhận được tiền từ người bán. Vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn phần nạp tiền qua giao dịch P2P rồi. Sau khi các bạn đã nạp tiền thành công vào sàn KuCoin thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách giao dịch cơ bản trên sàn nhé. Thì cách giao dịch mà mình thấy là khá là đơn giản, đó chính là giao dịch spot hay còn gọi là giao dịch giao ngay. Đây, mọi người sẽ nhấn nút giao dịch này, sau đó chọn giao dịch giao ngay. Đây chính là, mọi người thấy đây là giao diện của giao dịch giao ngay trên sàn KuCoin. Đó, mọi người có thể thấy nhá, đây chính là phần để mình chọn cặp tiền giao dịch này. Có rất là nhiều các cái cặp tiền để cho mọi người có thể lựa chọn khác nhau. Mình sẽ vẫn để là BTC và USDT cho dễ sử dụng nhá. Đây chính là phần biểu đồ này để mọi người có thể xem này, khung thời gian này. Đó, mình đang để là 1 tuần để xem được cái xu hướng nó dễ dàng hơn. Đây, tiếp theo thì mình sẽ chỉ đây, mọi người có thể thấy nhá, đây là phần để chúng ta thao tác thực hiện việc mua bán này. Nhưng mọi người có thể thấy nhá, đây bên này là mua này, đây là phần để mình chọn số lượng mình sẽ mua này. Đó, mình đang để số lượng như này, mình để luôn là mắc cũng được nhá, mắc phần số tiền mà mình đang có, hoặc là các bạn có thể điều chỉnh tùy theo các bạn mong muốn. Đó, sau khi chọn xong thì mình nhấn nút mua này. Đó, các bạn đợi một lúc. Đây, vậy là mình đã đặt lệnh thành công rồi. Còn khi nào mà mọi người mà muốn bán ra thì đấy, mọi người có thể thấy ở phần bên này, mình chỉ cần cũng nhập số lượng rồi là nhấn nút bán thôi. Đó, vậy là xong. Vậy là mình đã hướng dẫn mọi người xong phần giao dịch spot rồi. Sau khi các bạn đã vừa thực hiện được giao dịch xong thì đây, các bạn để ý vào phần nhận thực hiện quà này giúp mình nhá. Đây, các bạn nhấn vào đây này, phần thưởng giao dịch đầu tiên này. Sau khi mà các bạn đã nạp tiền cũng như là thực hiện giao dịch lần đầu tiên thì chúng ta lại được nhận một phần quà ngẫu nhiên với số tiền là có thể là lên tới 110 USDT. Đó, các bạn lại ấn chọn thẻ cho mình này, sau đó lại nhấn ngẫu nhiên thôi. Đây là số tiền ngẫu nhiên mà mình nhận được. Đó, nhấn OK này. Ngoài ra thì còn rất nhiều nhiệm vụ khác để cho chúng ta có thể nhận quà. Đây, như một nhiệm vụ nữa mình vừa hoàn thành xong. Đây là tổng số tiền mà mình đã nhận được. Đây, đó, các bạn thể thấy là ở đây là có các cái nhiệm vụ dành cho người mới nhá. Thì các bạn chú ý giúp mình là các cái nhiệm vụ này sẽ chỉ kéo dài trong vòng 30 ngày kể từ khi chúng ta đã tạo tài khoản ở trên sàn. Mình sẽ chỉ có khoảng gian như này để mình hoàn thành hết tất cả nhiệm vụ này và nhận phần thưởng thôi. Nên là mọi người hãy chú ý phần này giúp mình nhé. Vậy là bạn đã biết cách đăng ký, xác minh tài khoản cũng như là nạp tiền và cách giao dịch cơ bản trên sàn KuCoin rồi. Và mọi người cũng đừng quên đăng ký bằng link mình để bên dưới phần mô tả của video này để có thể nhận được phần quà lên tới 700 USDT dành cho người mới cùng với nhiều ưu đãi hấp dẫn khác nhé. Thứ hai là đầu tư vào các dự án tiền điện tử mới. Đây là một cách đầu tư crypto rủi ro hơn nhưng cũng có khả năng mang lại lợi nhuận cao hơn. Bạn có thể đầu tư vào các dự án tiền điện tử mới bằng cách mua token hoặc cổ phiếu của công ty phát triển dự án. Bạn cũng có thể thực hiện mua coin mới tương tự như cách mua coin mình vừa hướng dẫn bên trên. Thứ ba là tham gia vào các hoạt động DeFi. DeFi là một lĩnh vực mới của tiền điện tử cho phép người dùng kiếm tiền bằng cách cung cấp thanh khoản, cho vay hoặc đầu tư vào các dự án DeFi khác. Bạn có thể thử các hoạt động DeFi trên KuCoin Earn. Ở trên trang chủ của KuCoin thì để các bạn có thể vào được tính năng KuCoin Earn thì các bạn làm như sau nhé. Đây, các bạn có thể thấy thì đây chính là thanh công cụ này. Rồi các bạn nhấn chọn phần kiếm tiền nhé, thì mình sẽ thấy ở KuCoin Earn. Đó, mình nhấn vào. Rồi, như mọi người có thể thấy thì đây chính là tính năng KuCoin Earn của sàn KuCoin. Tại đây thì sẽ có rất là nhiều tùy chọn cho mọi người lựa chọn.
thì sẽ có cơ bản. Cơ bản là sẽ có tính năng tiết kiệm này, hay là staking vân vân. Và nâng cao hơn thì sẽ có shark fin hay là đầu tư kép này, và còn có cả cho vay tiền điện tử nữa. Đó. Thì đối với những người mới thì mình nghĩ là chúng ta có thể nên làm quen và tìm hiểu trước với những tính năng cơ bản trước nhé. Và điều quan trọng nhất trước khi bước vào đầu tư đó chính là phải chọn được cho mình những sàn giao dịch thật uy tín. Bên cạnh sàn KuCoin thì mình cũng sẽ giới thiệu cho mọi người một số sàn top uy tín hiện nay để các bạn có thể nghiên cứu, lựa chọn và tìm ra được sàn giao dịch phù hợp nhất với các tiêu chí của bản thân nhé. Thứ nhất là Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới với khối lượng giao dịch spot hàng ngày lên tới hơn 15 tỷ USD. Binance thuộc top cung cấp đa dạng loại tiền điện tử và sản phẩm giao dịch nhất thị trường hiện nay với phí giao dịch cạnh tranh. Khi đăng ký Binance bằng đường link tôi link để bên dưới thì các bạn sẽ nhận được voucher hoàn phí cho người mới lên tới 100 USDT và được giảm 20% phí giao dịch. Thứ hai là BingX, sàn giao dịch tiền điện tử phổ biến tại nhiều nước châu Á, nổi tiếng bởi độ an toàn và bảo mật khi chưa gặp bất cứ vấn đề bảo mật nào trong hơn 6 năm hoạt động. BingX cũng nổi bật với các tính năng giao dịch phái sinh như copy trading, giao dịch đòn bẩy lên tới 150x. Đường link đăng ký của BingX thì mình cũng sẽ để ở bên dưới nhé. Phần thưởng người mới của BingX thì rất là hấp dẫn, lên tới 5.000 USDT. Và khi các bạn đăng ký bằng link của mình thì các bạn sẽ được giảm ngay 10% phí giao dịch. Thứ ba là OKX, sàn giao dịch tiền điện tử uy tín với khối lượng giao dịch spot hàng ngày lên đến hơn 3 tỷ USD. OKX cũng có một hệ sinh thái khá đa dạng với nhiều sản phẩm và tính năng đáng để trải nghiệm. Bạn cũng hoàn toàn có thể tự tìm hiểu các sàn giao dịch khác ở trên mạng, mình thấy cũng có khá là nhiều đấy. Tuy nhiên là nếu như các bạn tự tìm hiểu trên mạng thì khi đăng ký, các bạn cần phải kiểm tra thật là kỹ các đường link trước khi cung cấp thông tin cá nhân, bởi vì nếu không thì các bạn sẽ rất dễ truy cập nhầm vào các trang web mạo danh, dẫn đến mất mát tiền bạc, tài sản. Tolink là một đơn vị uy tín cung cấp link đăng ký các sàn giao dịch tiền điện tử. Chúng mình hợp tác chặt chẽ với các sàn và cung cấp thông tin chính thống trên thị trường. Khi đăng ký sàn giao dịch tiền điện tử qua link của Tolink thì các bạn có thể hoàn toàn yên tâm về tính an toàn và độ bảo mật. Ngoài ra thì các bạn còn có thể nhận được rất nhiều phần quà cùng ưu đãi hấp dẫn nữa. Các đường link đăng ký tài khoản nhận thưởng của Tolink thì mình sẽ để ở phía dưới phần mô tả của video. Ngoài ra nếu như các bạn vẫn chưa biết cách đăng ký tài khoản trên các sàn thì các bạn có thể tìm xem ngay series video hướng dẫn đăng ký trên kênh của chúng mình nhé. Tuy thị trường tiền điện tử là một thị trường tiềm năng nhưng cũng đầy rủi ro, vì vậy mà các bạn cần phải tìm hiểu thật là kỹ về thị trường cũng như là các rủi ro liên quan trước khi tham gia. Ngoài ra nếu như mọi người còn bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào, hãy để lại bình luận ở phía dưới video này. Và nếu bạn thấy video này hay, hãy cho mình xin một like, share và subscribe kênh Tolink để ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Xin chào!